Đấy, vâng, thưa quý vị khách quý thân mến, để cùng bàn liên tục đến từ chương trình, toàn thể quý vị còn rất là nhiều những tiết mục đặc sắc ở phía sau chương trình của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và liên tục chương trình, chúng ta cùng chào đón sự trở lại của đội múa gia đình đến từ bản nước sẽ phục vụ tới toàn thể quý vị với tiết mục múa vũ điệu hiện đại. Toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt cùng chào đón. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giật nét này. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, và chúng ta cùng được chứng kiến những đôi chân dẻo, những đôi tay mềm huyền chuyển trong những tà váy áo có đặc sắc nhất của những cô gái Thái của chúng ta trong điệu múa Tây Bắc, đúng không ạ quý vị? Và chúng ta cùng thay lời gia đình cảm ơn tới đội văn nghệ của gia đình đã phục vụ rất tròn những tình cảm thân thương tôi đã được quý vị khách quý trong buổi tối ngày hôm nay. Dành một tràng pháo tay thật lớn, thật lâu như thế không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều.